Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan pin cũ mọi người. Hôm nay có 6 con máy hơi. Đấy. Quay đây cho mọi người lựa nha. Đấy. Đầu tiên là quay con này đi. Đấy, kéo con gì đi. Này, sang ngoại hình con máy này trước. Đây là có cái tem thông số này, coi tem thông số này. Bình 11 lít này. Tốc độ bơm là 56 đến 67 lít trên phút này. Nó là một ngựa. Nén 8 kg hơi nè mọi người, nén 8 kg hơi. Đấy. Rồi. Ngoại hình đủ đồ. Đủ đầy đủ đồ nha mọi người. Con này người ta dùng người ta để người ta sơn đây mọi người, xịt sơn nè. Mọi người thấy không? Dấu vết người ta để đồ lên người ta sơn nè. Đấy, bộ e còn ngon luôn. Con này nhìn thế nhưng mà rất là ngon, đầu dầu nữa này. Đấy. Đủ đồ nữa này. Mọi hình chẳng qua là dính sơn rồi thì mình nhìn thấy nó không được đẹp cho lắm thôi, chứ còn nó thì đủ đồ đầy đủ. Cái mặt meca nó chỉ bị nứt một tí thôi mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện mình thử. Mình như nãy con này lên hơi đại rồi, mình xả bớt nhé. Còn đây dòng mini rồi đúng không? Dòng mini hay dòng tầm trung chứ chưa mini nữa. Gọn. Ngon dễ sợ luôn. Đông người coi đến lúc nó gắt luôn. Rồi ok. Ngắt. Con này tiền bán thương mại. Số 1 nha mọi người. Số 1. Giá rẻ bất ngờ, 1 triệu bạc, đầy đủ đồ luôn. Về ai ưng rồi này, vệ sinh thì vệ sinh, không vệ sinh thì thấy có vẻ là mình có thấy có vẻ là chạy răng nục đó. Không vệ sinh thì chơi luôn cũng được. Đấy. Số 1 1 triệu. Số 2. Số 2 là một em mắt. Này, sao coi cái mặt sau nó trước đi. Ngoại hình tiện thể coi luôn đi chứ tí xoay nhiều tốn thời gian. Đấy, này. Con này nó có hai chế độ để nha mọi người. Đây. Để nằm như thế này cũng xong. Để đứng cũng xong. Đều có hai đều có xu đỡ nha mọi người đây. Thông số này. Nán được 9,3 kg hơn. Rất là áp đi là rất là cao rồi nha mọi người. Đây, tốc độ bơm 60 lít trên phút. Vòng tua này 1420 vòng trên phút. Đấy. Công suất 690W. Đấy mọi người. Piston của nó khá là lớn. Piston mà 6 đường kính 60 luôn. Đây, cái đồng hồ này nó người ta vặn ngược nhé. Vặn bị ngược nha. Đấy, hơi nó đang đại luôn này. Đụng mình giữ hơi này chứ. Để cho mình xả hơi bớt đi cho mọi người thử xem nó chạy lên nhé. Còn đây con số 2. Số 2. Số 2 1 triệu mốc nha mọi người. Đấy, hôm nay toàn là siêu phẩm không. Những con máy mà thuộc dạng là về có thể không cần vệ sinh nữa. Hơi lên rất là ngon. Tiếp theo là con Ruby. Đấy, làm luôn con Ruby này. Ruby này hiện tại thì mình thấy là hơi của nó vẫn đang đài rồi. Thì mình xả cho nó bớt tí nha. À, con Ruby thì khá là đẹp nhưng mà ngoại hình của nó này
bị gãy, bị bể một cái chân bên này. Bể một cái chân bên này thì mọi người về chế này. Chế vặn một cái chân vào đây là rất là đơn giản nha mọi người. Rất là dễ luôn. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện thử con này. Tắt đi. Bật lên. Đấy, chưa chạy này. Đây, bây giờ mình xả khí nhá. Mọi người nhìn nè. Con này á, mắt của nó là 22 kg. Bình nó nén được 22 kg nhưng mà nó chỉ cho xả ra độ hình như là mình nhớ là 9 kg thôi. Có cái tem đây đây, có cái tem này mọi người. Đây nè. Đấy, nó cho xả ra là 8 kg mấy thôi, cỡ 8 kg 9 á. Đấy. Hai cổng đều như thế nhé. Vậy luôn mọi người để nhá. À, chỗ này bị mắc một cái nắp nắp chụp của cái mặt chiếc áp đi. Chiếc áp thì vẫn còn dùng được nhưng mà nó bị mắc một cái nắp chụp cho mọi người. Cái này về mọi người chế một con hàm, một con lông vào đây được. Không thì chế một cái đồ là để đây mặt đâu. Rất đơn giản à. Đấy, sắp tài này. 22 kg. Con số 3. Hình như mình chưa nói thông số thôi. 22 kg. Rồi đây, có thông số chưa? Đây. Nó là 1250W. Đây. Tốc độ bơm là 95 lít trên phút, rất là cao cho mọi người. Còn trong này thì không thấy nó ghi là bình bao nhiêu lít cả. Còn cổng ra của nó ra cho ra 9 kg. Đấy. Nó nén được 22 kg trong bình này. Tức là có nghĩa là mọi người xả từ cái mức độ 12 kg, xả rất lâu sẽ thấy cái đồng hồ này xuống. Mọi người chỉ ngó cái đồng hồ bình này mới biết thôi. Đấy. Bình này là bình 10 lít à? Đúng, bình mới chứ này. Đó, mới lên cam. Số 3. 1,5 triệu cho mọi người. Revy. Đây, tiếp theo. Số 4. Corona 75 rồi. Tiếp theo. Số 4 là con mắt. Mắt nha mọi người. Mẹ hơi mắt. Đây. Con này thì lúc nãy mình thử á, nó lên hơi. Nhưng mà tạm thời là như nó đang bị xì. Nó chưa lên đủ hơi nha mọi người. Mọi người về vệ sinh kiểm tra kỹ lưỡng. Đấy, ron riết đồ ok vào. Nói máy chạy vẫn lên hơi nhưng mà nó lên chưa đủ hơi cho mọi người phải về vệ sinh kiểm tra. Đấy. Đây này. Tiếp theo là mình nói luôn, hình như là cái một cái van này. Đây này, cái van này cũng đang bị xì, mọi người về vệ sinh đi là nó hết rồi. Đây. Đấy. Chỉ có cái này thôi, van này cũng đang bị xì, về vệ sinh là nó hết nha mọi người. Đấy. Khá là nhiều van. Đây là xả đáy này. Đấy. Đó, tem của nó đây mọi người. Đó, mắt AKHL101036 gì đây không biết. Đấy. Án mình nhìn ngược từ phía tây nhìn xuống đây là thành. Đây rồi, ngoại hình. Ngoại hình là hai cái tay cầm hai bên là đều bị gãy rồi nha mọi người. Hai cái tay cầm hai bên đều bị gãy rồi. Đấy, tay cầm này. Đấy, tay cầm này thì về mọi người chế làm cái tấm quai sách như thế này dễ hơn. Đường con lên đến 120 một phút. Con bơm rất là nhanh. Có điều là nó đang bị hở xì nên là
25 mọi người kỳ. Phải vệ sinh kiểm tra tiếp nhé. Đấy, con này giá 1.4 triệu rất là bèo luôn. Số 4. Đấy, ngoại hình của nó thì nó nhựa nó như thế này, nhưng mà nó xước xác như thế này, nhưng mà máy thì mình nhìn là mình thấy đã rồi. Đây, số 4, 1.4 triệu. Số 5. 5 là một con máy Hitachi. Đây, Hitachi này, mã này PA1300H này. Con này là 1.5 người nha mọi người. Công suất của nó 1.5 người. Trước tiên là xem có thông số nữa chứ. Ngoại hình này. Đấy, ngoại hình này. Đây. Đấy, rất là đẹp nhá. Đây, tay cầm được không? Chỉ hơi bị bể một tí chỗ này thôi, nó không quan trọng cho người. Hơi bị bể một tí chỗ này. Đấy, rồi xem cái tem nó nè, thông số này. Đây, nó nán được 22 kg hơi trong bình. Đấy, tốc độ bơm của nó là 95 lít trên phút. À, không biết cái này kiểu o o cái gì trong này nữa. Chưa cắm điện luôn à. Chắc hồi nãy đang bị xì chỗ nào. Xì tí chỗ nào nữa, hơi o o. Rồi 1110W. Đấy. Hết rồi, thông số nữa thôi. Còn 95 lít một phút rồi. Con này cổng cổng xả của nó là xả 9 kg mọi người. Nó xả được 9 kg. Nó gần tương tự như cái con Ryobi hồi nãy. Đấy. Nó dòng là tương đương với con Ryobi lúc nãy. Lúc nãy mình cũng có cho nó chạy đài rồi. Đây. Con này á thì hiện tại có một cái cổng này cũng đang bị xì xì nha mọi người. Đấy, cổng này đang bị xì xì, mọi người về vệ sinh đi nhá. Cắm điện. À, công tắc đây nè, công tắc bật mở nè, cầu chì ngắt nè. Cầu chì này là nó ngắt khi mà có sự cố nè. Để cho mọi người xem cho đến lúc nó ngắt luôn. Rất là nhanh nha mọi người. Đoạn cỡ 20 kg mà đồng hồ lay kiểu đó thì mọi người biết là bơm cỡ nào rồi. Thế vậy, 25 kg đúng không ạ? Ok, nó có hơi bị một cái chiếc ron rít khi chi trong đó, nó hơi có tiếng xì xì ai ai một tiếng nha mọi người. Người về vệ sinh kiểm tra mình, còn hơi lây như thế này là quá đẹp rồi. Đấy, con này con số 5. Số 5 giá 1.5 triệu nha mọi người. Số 5 1.5 triệu. Đây, tiếp theo của em Makita, ngoại hình là mát đẹp. Con này inverter nha mọi người. Đây, inverter. Đấy, này, ngoại hình. Ngoại hình con này như thế này là khỏi chê luôn. Này, nguyên đai, nguyên kiện. Đó, như thế này nhá. Con như thế này. À, tại mình này. Đâu rồi. Đây, nó có hai cổng xả, một cổng xả là áp cao này, nó xả được 25 kg này, một cổng xả là nó xả 9 kg này, 1300W công suất này, made in Japan này, ghê chưa? 40 lít/phút. Đâu tốc độ đâu rồi? Tốc độ 140 lít/phút với lại 100 lít/phút này, đó. Rồi hai cái bình này thì cái bình này là bình 11 lít sao? Bình này nắng rất là cực nha mọi người, nắng cực đã.
Đây. Inverter Makita, ngoại hình cực đẹp. Trước tiên là mình sẽ tắt đi, mình sẽ nói cho mọi người. Con này hiện tại nó đang lên hơi, nhưng mà mình thấy nó hơi kêu, nên là thành ra là mình không dám bật nhiều. Nên mọi người về mở ra vệ sinh sạch sẽ đi để cho nó chạy lại, chứ mình sợ trong này nó dơ, nó bẩn, mình bật nhiều quá rồi nó cạ. Nên mọi người đấy, hiện tại thì mình test máy chạy lên hơi bằng phím, thì có một phím này thì mình đã chỉnh được rồi. Đấy, chỉnh có hai chế độ chậm và chế độ nhanh. Đấy, giải thích như thế cho nó nhanh, dễ hiểu. Ok. Hai cổng. Cổng bên này là áp bình thường 9 kg, còn cổng bên này là áp cao 25 kg. Đó. Đây là được 30 kg, bán 7 kg thôi. Đúng rồi. Con này nén 43 kg, cỡ 40. Đây. 45 kg. Chế độ này là 45 kg này. Này nó để 4,1 tới 4,5 đây, có nghĩa là 4,5 là nó sẽ ngắt, nghĩa là 45 kg nó sẽ ngắt, và mình xả đến khi nào xuống tới 41 kg là máy nó tự chạy lại. Còn chế độ này này là nó giãn cách ra, nó bơm chậm nhưng mà nó giãn cách ra nó như thế này. Tức là 45 kg nó sẽ ngắt, nhưng mà khi mà nó hạ xuống, mình xả hơi nó hạ xuống còn 34 kg á, thì nó mới bắt đầu chạy lại nha mọi người. Là cái này cái biên độ chạy lại của nó dài hơn. Rồi, ok. Cái chữ 8 nữa có phải 8 dính này. Đâu? Phải đâu. Đâu? Bên này cũng phải 10 mm chứ. Đây, 8L. Giờ mình cũng không hiểu, mọi người về search xem thử. Tại vì cái này hiện tại nó ghi không ghi thông số lít. Đấy, hai cái bình mình thấy cũng bị chát cái này đây. Makita đẹp quá chứ ghi. Ờ. Khổ đấy. Hồi nãy cái con Hitachi này nó cũng không ghi. Số 5. 6. Quay số 6. Số 6. Con này 2,5 triệu nha mọi người, 2,5 triệu. Mát đẹp. Nhưng chơi là phải chơi những con như thế này nè. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video máy hơi của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0854 901 685, mình ở Đà Nẵng. Hàng máy hơi á, thì mình không có ship code nha mọi người. Chuyển khoản thì mình mới ship được, tại vì hàng máy hơi là hàng nặng mọi người biết rồi. Đấy, chuyển tới nơi mà mọi người mà không nhận nữa phát là mình lỗ sạc máu luôn, chứ đừng có nói là lời nữa. Đấy, lỗ ngay tức khắc luôn, không nhận hàng vẫn là mình lỗ ngay tức khắc lúc đó rồi. Đấy, một máy hơi vận chuyển thì nó nằm tầm giá khoảng 100-200 nghìn. Đấy, thường thường là như thế. Mình gửi theo quan khắp nước thì thường thường là khoảng cách mà từ Đà Nẵng ra Hà Nội là cỡ đó rồi, nằm khoảng từ 100-200 nghìn rồi. Đấy, nên mọi người án án và cân đối kinh tế nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.